tôi tên là Nguyễn Thị Trà My. Hôm nay tôi rất vui khi được giới thiệu cho các bạn một quyển sách rất hay và bổ ích. Như các bạn đã biết, ai trong mỗi chúng ta rồi cũng phải trải qua nhiều trải nghiệm mới mẻ khác nhau, và được rèn luyện bản thân. Từ đó, nhà xuất bản Phụ Nữ đã sáng tác ra một quyển sách 18 trải nghiệm tuổi teen rất hay và đầy ý nghĩa, do Bích Thảo và Thanh Lam biên soạn ra, xuất bản năm 2012. Quyển sách rất là nhỏ gọn, có tất cả 288 trang. Bạn có thể muốn kéo thời thơ ấu, vô tư, hồn nhiên, trong sáng và những hoài niệm. Nhưng đôi khi bạn phải trải qua những khó khăn, trắc trở, lo âu. Thậm chí bạn phải đối mặt với những giọt nước mắt. Cuộc sống đâu đâu cũng cần phải có sự cạnh tranh đối với mỗi con người. Từ lúc bắt đầu học tiểu học, phổ giáo, phổ thông, rồi trung học, đại học, tốt nghiệp cũng còn phải có sự cạnh tranh, còn nhiều sự cạnh tranh phải khốc liệt hơn. Tác giả đã sáng tác cho một quyển sách này nhằm giúp cho các bạn tìm hiểu thêm 18 trải nghiệm mới mẻ khác nhau, như hãy biết ơn người khác, hãy tặng cho bố mẹ một món quà bất ngờ, hay một niềm vui khi của thói quen đọc sách. Tác giả sáng tác ra những trải nghiệm này rất là bổ ích cho bản thân của mọi người, giúp cho mọi người được chín chắn hoàn thiện đối với gia đình và bản thân của mình. Các trải nghiệm của tác giả rất là chi tiết, rõ ràng. Mỗi trải nghiệm tác giả đều đưa cho ta một mẫu chỉ khác nhau. Sau mỗi trải nghiệm là những điều bạn cần biết để chúng ta giúp chúng ta hiểu thêm về những trải nghiệm ấy hơn. Khi tôi đọc quyển sách này, tôi cảm thấy mình chín chắn và hoàn thiện bản thân, kịp thời sửa chữa những thiết yếu, yếu kém của bản thân của mình. Mỗi con người chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cho những điều kiện cần thiết để bước vào cuộc sống và được gặt hái thành công. Bạn hãy tìm đến quyển sách 18 trải nghiệm tuổi teen sẽ giúp bạn làm điều ấy. Chúc các bạn thành công.